Võ Văn Thưởng chính thức ra đi bởi đòn của Tô Đại, Tổng Trọng trở bệnh. Ông Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, người được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023, sau 13 tháng tại vị, đang có nguy cơ bị rớt đài. Thông tin đồn thổi vừa kể trên cho thấy chính trường Việt Nam đang có các biểu hiện hết sức bất thường, rất đáng lo ngại. Sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới diễn ra có 3 năm mà đã có đến 2 lần thay đổi nhân sự cho chiếc ghế Chủ tịch nước. Quốc hội Việt Nam gửi thông báo họp bất thường về vấn đề nhân sự. Một hãng tin quốc tế vào ngày 17 tháng 3 loan tin bằng tiếng Anh, tạm dịch, Quốc hội Việt Nam gửi thông báo đến các đại biểu họp về vấn đề nhân sự. Bản tin cho biết một thông báo về cuộc họp bất thường được gửi cho các đại biểu Quốc hội trong bối cảnh có những đồn đoán về mục cải tổ trong ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản. Nhiều quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam cho hãng tin trên biết rằng chỉ có khả năng là Võ Văn Thưởng từ chức thì mới cần phải thảo luận và bỏ phiếu một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ đưa ra thảo luận. Trước đó, trên mạng xã hội và các đài chính trị của người Việt Nam đã loan truyền tin đồn khẳng định rằng trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 3, Trung ương Đảng và Quốc hội khóa 15 sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để miễn nhiệm tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đáng chú ý, trong ngày 17 tháng 3, trang Facebook của truyền hình Quốc hội Việt Nam xuất hiện một status ngắn gọn ghi như sau: thông báo triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên, tin này biến mất sau đó ít lâu. Theo giới quan sát, khả năng rất cao đây là việc ném đá dò đường có chủ ý để thăm dò phản ứng của dư luận xã hội trước một tin động trời bãi nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp xảy ra. Trong nhiều năm qua, ông Thưởng vẫn được coi là thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng, nhân vật quyền lực hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Theo quy trình và thông lệ, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mở hội nghị bất thường để quyết định việc cho ông Thưởng thôi các chức vụ trong Trung ương Đảng. Sau đó mới đến lượt Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của ông Thưởng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có mối quan hệ mật thiết với Tổng Trọng và ông Lê Thanh Hải. Quy trình bãi nhiệm của ông Thưởng cũng sẽ diễn ra tương tự như đối với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cách đây một năm. Theo giới phân tích, cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng còn được đánh giá cao trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sự nổi lên của ông Thưởng cùng với sự ủng hộ của Tổng Trọng đã làm lu mờ vai trò của các ứng viên khác như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Tô Lâm. Ông Thưởng bị buộc phải làm đơn xin thôi chức sau 13 tháng ngồi chiếc ghế nóng. Sự kiện này có liên quan đến khoảng thời gian ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 cho đến năm 2014. Theo đó, ông Đặng Trung Hoành, người thân của ông Thưởng, bị cáo buộc đã nhận tới 60 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Võ Văn Thưởng ở quê nhà huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn được nhận các công trình đầu tư giá trị cả ngàn tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giới thạo tin cung đình Việt Nam cho rằng sự cố ngã ngựa của ông Thưởng nằm trong kế hoạch giành ngôi đoạt vị của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc có những đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư đang gặp vấn đề về sức khỏe hết sức nghiêm trọng. Cũng có thông tin cho rằng mới đây, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu: "Tôi rất đau buồn cho đất nước, tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực, tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù." Lời phát biểu này được đưa ra trong một buổi họp và bà Mai đưa đơn từ chức nhưng chưa được chấp nhận. Tờ Thời báo.d không có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Công luận thấy rằng sự cố ngã ngựa bất ngờ của ông Võ Văn Thưởng đã cho thấy với cơ chế chọn lựa nhân sự lãnh đạo cấp cao độc đoán như hiện nay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thiếu đi sự giám sát trong nội bộ của Đảng, thì tất cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng chắc chắn sẽ không trong sạch. Họ cũng chỉ là những kẻ tham nhũng nhưng chưa bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tô Đại ra đòn, Võ Văn Thưởng chính thức ra đi, Tổng Trọng trở bệnh.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ai có khả năng chặn đứng cơn thịnh nộ của Tô Lâm vào lúc này? Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía nhà nước Việt Nam xác nhận chuyện nội bộ, khiến họ phải yêu cầu vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn chuyến thăm là chuyện gì. Tuy nhiên, giới thạo tin cung đình Việt Nam khẳng định với Thời báo.de rằng, theo kế hoạch trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội khóa 15 sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để thông qua việc cho ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, thôi tất cả các chức vụ đang nắm giữ. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Lào. Tờ Thời báo.de không có khả năng kiểm chứng những thông tin vừa kể trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh có những thông tin về việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm đơn xin từ chức, theo giới quan sát, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã bắt đầu thay thế ông Võ Văn Thưởng trong một số công việc trên cương vị Chủ tịch nước như tiếp các đại sứ, đến chào và trình quốc thư. Tờ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 14 tháng 3 loan tin Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Lào. Bản tin cho biết vào ngày 14 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bà Kham Phao, đến chào nhân dịp sang nhận công tác tại Việt Nam. Theo giới quan sát, tin tức vừa kể trên cho thấy đây là dấu hiệu bất thường về việc tiếp các đại sứ đến chào lúc nhận chức hay từ biệt khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, theo quy định là công việc của Chủ tịch nước. Trong khi bà Mai là người giữ chức vụ cấp cao trong bộ máy của Đảng. Điều này khiến cho công luận thêm tin vào khả năng như đồn đoán, đó là việc ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ đang nắm giữ. Giới phân tích và công luận hết sức ngạc nhiên, vì lâu nay ông Võ Văn Thưởng vẫn được đánh giá là một nhân vật khá trong sạch, chưa có các bê bối liên quan đến tiền bạc, tham nhũng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tâm điểm của dư luận trong lúc này. Hơn thế nữa, ông Thưởng hiện là nhân vật số 2 trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng thời là nhân sự được tổng trọng trực tiếp lựa chọn và bồi dưỡng trong một thời gian rất dài. Việc ông bất ngờ ngã ngựa chỉ sau 13 tháng trên cương vị Chủ tịch nước là điều rất bất thường. Giới thạo tin khẳng định ông Võ Văn Thưởng có liên quan đến việc C03 của Bộ Công an khởi tố bắt giam Đặng Văn Minh, Chủ tịch Quảng Ngãi, và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh này, với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 8 tháng 3. Đáng chú ý, ông Đặng Văn Minh từng là cấp dưới trực tiếp của ông Thưởng trong thời gian ông Thưởng giữ chức bí thư tỉnh ủy. Vụ án vừa kể trên có liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, là con nuôi của cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Cùng ngày 8 tháng 3, Đặng Trung Hoành ở Vĩnh Long cũng bị bắt. Ông Hoành là chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, là anh em họ và cũng là cánh tay phải của ông Võ Văn Thưởng. Ông Hoành được cho là đã nhận tới 60 tỷ của Hậu Pháo để mà xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê, là huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn nhận được các công trình đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo nhận định của giới quan sát, nếu tin đồn ông Thưởng mất chức là thật, thì chắc chắn do bàn tay của Tô Lâm đạo diễn. Ông Tô Lâm được đánh giá là một ứng viên sáng giá nhất trong số những ứng viên tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm có trong tay đầy đủ các bằng chứng nhúng chàm của tất cả các lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là lý do vì sao mọi yêu cầu do Bộ Công an đưa ra đều đạt được đồng thuận rất cao, dù rằng có rất nhiều đề xuất vô lý và công luận không tán thành. Ngân sách dành cho Bộ Công an cao tới gấp 13 lần ngân sách của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục là một minh chứng rất cụ thể. Hơn thế nữa, Tô Lâm được sự hậu thuẫn vững chắc của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính những lý do vừa kể trên là điều khiến cho Tô Lâm phải chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14.
nguồn thạo tin tiết lộ các phe phái khác nhau trong đảng hiện nay có một quyết tâm chung là ai là tổng bí thư cũng được, nhưng người đó không phải là bộ trưởng Tô Lâm. Đó cũng là lý do vì sao tin từ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 14 tháng 3 về việc Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đại sứ Lào được cho là một thông tin rất nhạy cảm trong thời điểm hiện nay. Phải chăng đây là tín hiệu của Bộ trưởng Phan Văn Giang, một nhân vật được đánh giá là có uy tín cao và Bộ Quốc phòng, cơ quan duy nhất có khả năng kiềm chế được tham vọng đội đá vá trời của ông Tô Lâm hiện nay? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin ai có khả năng chặn đứng cơn thịnh nộ của Tô Lâm vào lúc này. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.